Hà Thương xin chào các bạn khán giả của kênh News 24 giờ. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những thông tin nóng nhất có trong ngày hôm nay. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay: bóc giá giường của Jennie Blackpink gấp đôi học phí đại học ở Mỹ; vì BTS gây náo loạn với từ khóa chàng trai áo cổ lọ nâu; netizen nghi ngờ Hoa Sa và Win của Mamamoo bị công ty quản lý chơi bẩn vì không muốn tái ký hợp đồng; BTS có một fan siêu quyền lực, tân phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đặc biệt yêu thích bài hát nào của nhóm; bất ngờ thả thính ca khúc tự sáng tác, phải chăng idol Suzy sắp quay trở lại? Và sau đây là nội dung chi tiết. Bóc giá giường của Jennie Blackpink gấp đôi học phí đại học ở Mỹ. Là IT girl hàng đầu K-pop, thành viên nhóm nữ danh tiếng Jennie của Blackpink có một cuộc sống đáng mơ ước. Nữ idol 25 tuổi vừa có cả nhan sắc, danh tiếng, sự nghiệp và đi cùng với đó là khối tài sản cực khủng, hàng hiệu dắt đầy mình. Mới đây, Jennie đăng tải một bức ảnh selfie chụp trong phòng ngủ và dân mạng đã soi được một chi tiết, cho thấy độ sang chảnh, giàu có không phải dạng vừa của cô nàng. Cụ thể, chiếc giường của nữ idol thuộc một thương hiệu đắt đỏ có giá lên đến cả chục ngàn đô. Mặc dù không xác định được rõ chính xác mẫu giường, nhưng dựa trên kích thước, fan đã nhận ra rằng đây là giường đôi. Theo website của thương hiệu, một chiếc giường đôi có giá từ 20.000 đô la, tương đương khoảng 461 triệu đồng trở lên. Cỡ lớn nhất sẽ có mức lên đến 28.000 đô la, tương đương khoảng 646 triệu đồng, và loại sang trọng hơn một chút sẽ có giá là 38.500 đô la, tương đương khoảng 888 triệu đồng. Phát hiện này khiến dân mạng không khỏi bất ngờ. Theo thống kê, trung bình học phí đại học một năm ở Mỹ là 10.486 đô, tương đương khoảng 241 triệu đồng. Như vậy là chiếc giường của Jennie có giá bằng 2 năm học phí. Vẫn biết Jennie giàu có, nhưng giàu đến vậy thì nhiều netizen không khỏi choáng váng. Dù vậy, chiếc giường này hoàn toàn xứng đáng với đẳng cấp của nữ idol số 1 K-pop hiện nay. Trước đó, Jennie đã từng nhiều lần hé lộ căn nhà siêu sang của mình. Cụ thể, trong vlog đầu tay, nữ idol đã khoe khéo căn nhà sang trọng nằm trong khu Hanam Đông, Seoul, có giá lên đến 5,5 đến 5,6 tỷ won, tương đương khoảng 115 đến 136 tỷ đồng. Ngôi nhà 2 tầng có diện tích 450m2 với 4 phòng ngủ. Không những vậy, Giáng sinh vừa qua, cô nàng chơi lớn với cây thông siêu to khổng lồ, có giá 6,6 triệu won, tương đương khoảng 140 triệu đồng. V của BTS gây náo loạn với từ khóa chàng trai áo cổ lọ nâu. Mới đây, LV đã tổ chức buổi trình diễn bộ sưu tập thời trang Nam Thu Đông năm 2021. Vì Covid-19, chương trình diễn ra dưới hình thức online không khán giả, phát sóng trực tiếp trên YouTube. BTS gây chú ý khi là một trong những nghệ sĩ nhận lời mời theo dõi show diễn của LV. Trên các tài khoản mạng xã hội, LV cập nhật video ghi lại cảnh BTS nhận những tấm vé mời tham gia buổi biểu diễn thời trang. Trong các thành viên, V khiến nhiều người chú ý khi mặc chiếc áo cổ lọ màu caramel, ngoại hình siêu cấp đẹp trai với kiểu vuốt mái khoe trán, ánh mắt cuốn hút và điệu cười mỉm nhếch mép càng khiến V thêm phần quyến rũ. Dưới phần bình luận trên Instagram và Twitter, LV, nhiều netizen săn lùng danh tính của V, mỹ nam V có sức hút với non-fan đến mức Twitter tràn ngập bình luận hỏi về anh chàng mặc áo cổ lọ nâu. Người hâm mộ hài hước cho rằng V đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ biến nhiều tín đồ thời trang thành fan của BTS. Tên tuổi của V cũng là một trong những chủ đề được bàn tán sôi nổi, tìm kiếm nhiều nhất trên Google sau khi LV đăng tải video về BTS. Netizen nghi ngờ Hoa Sa và Win của Mamamoo bị công ty chủ quản chơi bẩn vì không muốn tái ký hợp đồng. Bước sang năm 2021 cũng là lúc mà Sola, Win, Hoa Sa và Moonbyun hết hợp đồng với công ty chủ quản và họ phải quyết định ở lại công ty này hay có những sự lựa chọn mới. Điều này khiến fan rất lo lắng cho tương lai của cả nhóm bởi mỗi thành viên trong nhóm đều có một thế mạnh riêng nếu phát triển sự nghiệp solo. Ngày 22 tháng 1, ABW đã chính thức có thông báo liên quan đến việc tái ký hợp đồng của Mamamoo. Theo đó, họ xác nhận có hai thành viên là Sola và Moonbyun đã quyết định ở lại. Trong khi đó, những cuộc thảo luận với Win và Hoa Sa vẫn còn đang diễn ra. Sau khi đọc xong thông báo, khiến nhiều K-net quan tâm nhất chính là tình trạng còn đang bỏ ngỏ của Hoa Sa và Win. Không giống như Sola và Moonbyun, dường như có điều gì đó đã khiến hai mảnh ghép còn lại của Mamamoo tỏ ra khá chần chừ. K-net cho rằng với trường hợp idol nổi tiếng và là xu hướng như Hoa Sa, có khả năng cô nàng đã nhận được rất nhiều lời mời chào từ công ty giải trí khác nhau. Mặc dù rất yêu thích Mamamoo, nhưng K-net cho rằng công ty chủ quản không phải là một công ty tốt. Họ cho biết nếu như Win và Hoa Sa có muốn rời đi vì những điều kiện tốt đẹp hơn cho sự nghiệp solo của họ, thì họ vẫn hoàn toàn chấp nhận được.
Tuy nhiên, phần lớn Knet đều tức giận trước bài đăng này của công ty chủ quản bởi vì một nguyên do, ABW đã công bố thông tin hợp đồng không đúng thời điểm và cố tình chơi bẩn với gà nhà. Họ cho biết có khả năng vì WeIn và Hoa Sa có những lựa chọn tốt hơn nên họ đã có chút chần chừ. Vì vậy, ABW đã công bố việc Chola và Moonbyun đều tái ký, qua đó khiến fan và công chúng lo lắng nhiều hơn cho Mamamoo khi hai thành viên còn lại vẫn chưa xác nhận hợp đồng. Điều này được cho là một cách thức gây áp lực ngầm để ép buộc WeIn và Hoa Sa phải ở lại công ty nếu như không muốn fan của nhóm thất vọng và đổ lỗi cho họ. Knet đã để lại những bình luận dưới phần thông báo của công ty chủ quản như sau. Không, tại sao ABW lại tiết lộ điều này chứ? Công ty này đang chơi đểu WeIn và Hoa Sa à? Nói như vậy chẳng khác nào đổ lỗi cho WeIn và Hoa Sa nếu như Mamamoo có vấn đề gì xảy ra. Họ đang cố tình tạo áp lực để WeIn và Hoa Sa phải ở lại công ty kia. Công ty chơi bẩn thật sự. BTS có một fan siêu quyền lực, tân phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đặc biệt yêu thích bài hát nào của nhóm? Hôm 20 tháng 1, thế giới ghi nhận giây phút lịch sử khi bà Kamala Harris đã tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống Mỹ thứ 49. Bà Harris không chỉ trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ cương vị phó tổng thống Mỹ, mà còn trở thành phó tổng thống Mỹ gốc Á da màu đầu tiên của Mỹ. Giữa lúc thế giới gửi nhiều lời chúc mừng đến thành công của bà, các ARMY lại càng trở nên phấn khích hơn bao giờ hết khi phát hiện rằng tân phó tổng thống hóa ra cũng là một fan của BTS. Nhiều fan đã phát hiện ra tài khoản Twitter chính thức của bà Kamala Harris đã follow tài khoản Twitter của BTS. Đây là một tài khoản riêng cho các thành viên chia sẻ những khoảnh khắc của mình cùng với fan. Do đó, nhiều fan cho rằng bà Harris có thể cũng là một ARMY. Bên cạnh đó, trong playlist trên tài khoản Spotify của mình, tân tổng thống Mỹ thậm chí cũng có thêm bài hát của BTS. Nhiều netizen đã nhìn thấy tên ca khúc Boy With Love của BTS nằm trong playlist âm nhạc mùa hè của bà, mang tên Kamala Summer Playlist. Những chi tiết này đã khiến cho rất nhiều fan của BTS cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Trên Twitter, họ thi nhau chia sẻ lại những chi tiết này cùng với sự vui mừng và cổ vũ cho bà Kamala Harris. Đây được cho là thêm một minh chứng nữa cho thấy rằng sức ảnh hưởng của nhóm nhạc nam nhà Big Hit tại Mỹ. Rất nhiều cư dân mạng cho biết họ cũng cảm thấy ấm lòng khi biết rằng Phó Tổng thống Mỹ cũng ủng hộ BTS, bất chấp rào cản về ngôn ngữ và sẵn sàng đón nhận thông điệp âm nhạc mà nhóm muốn truyền tải đến tất cả mọi người. Bất ngờ thả thính ca khúc tự sáng tác, phải chăng idol Suzy sắp trở lại? Được biết đến là một idol sở hữu visual vạn người mê của K-pop Gen 2, dù hiện tại đã chuyển sang làm diễn viên, nhưng Suzy vẫn luôn được Knet réo tên bởi khả năng trình diễn đỉnh cao. Tuy không còn ra mắt với các sản phẩm âm nhạc mới, nhưng dạo gần đây cô nàng vẫn khiến các fan hâm mộ phấn khích khi đăng tải những bản cover trên trang cá nhân của mình. Không chỉ khoe giọng và khả năng đánh đàn guitar, mới đây Suzy còn chiêu đãi các fan hâm mộ bằng một ca khúc do chính mình sáng tác. Cụ thể mới đây trên trang cá nhân của mình, Suzy bất ngờ đăng tải video ca nhạc. Vẫn hình ảnh quen thuộc với chiếc đàn guitar, một lần nữa cô nàng lại khoe giọng hát ngọt ngào cùng tài năng đánh đàn của mình. Đặc biệt hơn hết, không giống những bản cover trước đó, Suzy đã khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ rằng đây là ca khúc do chính cô nàng sáng tác, Old Lover. Điều này càng khiến cho nhiều người hâm mộ thêm mong nhớ hình ảnh một idol Suzy. Cách đó không lâu, cô nàng cũng đăng tải clip vũ đạo của ca khúc Yes No Maybe. Quả thực rất lâu rồi các fan hâm mộ mới được thưởng thức một màn trình diễn từ Suzy. Không cần ánh đèn sân khấu, Suzy cũng nhận được những lời khen ngợi từ cư dân mạng và các fan hâm mộ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Knews 24h. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Knews 24h nhé.